Huynh là ai vậy? Cô nương là Phiên Phiên hả? Sao huynh biết tên của ta? Hèn chi tăng quan cứ ở đó đứng ngồi không yên. Quá ra huynh ấy để thiếp của mình ở đây hả? Mà còn là một đại mỹ nhân. Huynh nói là tăng quan đứng ngồi không yên, như vậy nghĩa là sao? Nay là ngày Lữ Đồng Tân thành thân, chẳng lẽ cô nương không biết sao? Thành thân? Vậy tăng quan đâu? Hiện tăng quan đang ở đó cùng với phu nhân. Ta nghĩ huynh ấy sẽ không tới thăm cô đâu. Lữ Đồng Tân đã thành thân với Ngân Đại rồi, đúng là tức chết đi được. Ta biết cô nương đang cảm thấy rất khó chịu, đừng nên tức giận nữa, sẽ hại cho sức khỏe đó. Tăng quan có phu nhân bên cạnh sẽ không tới đây được, nên nhờ ta chăm sóc cho cô nương. Ta tới á thì cũng có khác gì đâu. Ồ, huynh cũng là bằng hữu của tăng quan sao? Đương nhiên rồi, ta tăng quan giả nhân Động Tân, bốn huynh đệ chúng ta đều rất tâm đầu ý hợp với nhau. Như vậy sao? Xin hỏi công tử quý danh là gì? Tại hạ họ Cao á, đơn danh chỉ một chữ Lương. Thì ra là Cao công tử. Đúng vậy. Chẳng lẽ công tử không biết, không được ức hiếp thê tử của bằng hữu sao? Điều này đương nhiên là ta biết rồi. Nếu như huynh đã biết, ta xin hỏi một chút, hiện giờ trong lòng huynh đang suy nghĩ gì? Ta không có ác ý gì hết đâu à. Và hơn nữa, cô nương cũng không phải là thê thất của tăng quan hả? Ta... Ê! Tăng quan tuy rằng đã có thê thất rồi, nhưng mà ta chỉ là tiểu thiếp thôi, cũng chỉ là phòng nhì. Phòng nhì hả? Ta thấy tăng quan đã lén lút giấu cô nương ở một nơi như vậy, như vậy phu nhân của huynh ấy chắc sẽ không thể nào biết được cô nương đâu. Vậy phu nhân của tăng quan huynh ta đây hiểu rất rõ tính của tẩu tẩu, hay nghi ngờ ghen tuông. Dù cho cô nương có chấp nhận cảnh chồng chung, nhưng ta tin tăng phu nhân này cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý và bao dung. Tăng quan huynh thật đúng là lòng tham quá lớn, bao nhiêu cái phúc để muốn được hưởng hết. Phi phi cô nương là một đại mỹ nhân như cô nương đây á, phải làm thiếp cho tăng quan e rằng có đáng tiếc lắm hay không vậy? Có câu là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phi phi cô nương, tại hạ Cao Lương vẫn chưa thành thân. Phi phi cô nương à, hay là suy nghĩ chút đi ha. Phi phi cô nương, nếu như được cô nương đồng ý á, ta có thể Quỳnh hư lắm. Phi phi cô nương. Công tử kêu mình đem rượu và thức ăn cho Phiên Phiên cô nương. Vậy mình biết nói sao với cô nương? Là phu nhân và tăng công tử hiện đang ở bên nhà ta. Thôi cậy đi. Hãy mau lại đây. Lại đi. Một loại mặt hạng như ngươi mà cũng dám to gan háo sắc. Ta đã cảnh cáo ngươi trước rồi là không được đụng tới ta, nhưng ngươi không biết hổ thẹn. Xem ra hôm nay nếu ta không giết ngươi thì trời cũng không dung đất không tha. Đừng mà, cứu ta với. Hả?
Lạ thiệt, mình nghe có tiếng chân người mà sao mới đó lại không thấy ai hết. Sợ muốn chết luôn à. Không được rồi. Đồng Tân, hai người không cần tiễn nữa, vậy được rồi. Đúng vậy, không cần tiễn. Đồng Tân, xưa tục ngữ nói rất hay, một khắc đêm xuân đáng ngàn chàng. Nè, nói cho huynh biết, huynh phải đối xử tốt với Ngân Đại cô nương đó. Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc Ngân Đại chu đáo suốt đời. Sau này có rảnh, bọn ta sẽ thường xuyên tới đây thăm viếng. Nếu có cần gì hai người cứ nói, bọn ta sẽ cho người đem qua tận nhà. Đa tạ phu nhân. Phu nhân, thường ngày nếu có cần đem đồ gì ta đi cho, vì đường núi hiểm trở không thuận tiện lắm nên nàng đừng đi hả. Chàng đó cũng đừng nên đi thường. Thiếp nghe nói ngọn núi này không yên ổn, cho nên mới muốn Lữ công tử và phu nhân cùng xuống núi ở với chúng ta. Trong núi không yên ổn, vậy ý của phu nhân chính là? Ê, chẳng phải Động Tân đã từng sống ở đây rất yên ổn sao? Nàng đừng nói lung tung vậy nữa hả. Nghe nói ở ngọn núi này có rất nhiều đạo sĩ tu luyện, nhưng rồi lại tự nhiên vô cớ mất tích. Theo số lượng biết được gần đây là có tới mười mấy người tự nhiên mất tích, không biết sống hay chết. Hả? Có chuyện đó nữa hay sao? Ừ. Ngược lại, chúng ta sống ở đây lại cảm thấy rất là bình yên, chưa từng nghe nói có những chuyện kỳ lạ như vậy đó. Hế? Phu nhân, chỉ có phải nàng đã nghe những lời đồn đại lung tung, chứ Động Tân đã từng sống rất yên ổn. Nhưng mà Động Tân à, vậy hai người cũng cần phải cẩn thận hơn một chút. Còn về chuyện dọn xuống núi ở, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Chúng ta về thôi. Cáo từ. Bảo trọng. Cáo từ. Phu nhân. Ngân Đại à, nàng nghĩ chuyện lúc nãy mà phu nhân vừa nói có thật hay không? Xem ra Phiên Phiên vẫn không chịu thay đổi tính nết, tiếp tục hại người trần gian. Không được, nhất định mình phải tìm cách để ngăn cản. Nè, Động Tân à, Tiểu Vũ đâu? Hôm nay chính là ngày đại hỷ của hai chúng ta. Ta thấy để Phiên Phiên thu thủi một mình cũng tội nghiệp, nên ta đã kêu Tiểu Vũ đem chút đồ ăn qua đó rồi. Cái gì? Chàng kêu Tiểu Vũ đem đồ ăn qua cho Phiên Phiên? Vậy như vậy không được đâu. Nàng sao vậy? Bởi vì Phiên Phiên là... Công tử! Tiểu Phong! Công tử! Ta đã tìm được công tử rồi! Cuối cùng cũng đã gặp được ngươi rồi. Thế nào rồi? Ngươi có bị giả nhân làm khó hay không hả? Thật ra giả nhân vừa đe dọa vừa dụ dỗ là muốn ta hại công tử giùm cho hắn. Vậy là ta thương kế tụ kế. Ta cứ giả bộ nghe theo lời của hắn, nhưng mà lại âm thầm giúp đỡ cho công tử. Đúng là đã làm khó cho ngươi đó. Chỉ cần thấy công tử được bình an vô sự là Tiểu Phong yên tâm rồi. Công tử xem đi. Đây là gì vậy? Lá thư này là Thị Lan đại nhân viết cho giả nhân, là bằng chứng họ muốn hãm hại công tử. Công tử cất đi. Mau bắt Lữ Đồng Tân! Lữ Đồng Tân! Mau bắt Lữ Đồng Tân đi! Mau bắt Lữ Đồng Tân! Lữ Đồng Tân! Mau lên, mau lên! Mau bắt hắn đi! Mau bắt Lữ Đồng Tân! Mau bắt Lữ Đồng Tân! Bắt Lữ Đồng Tân! Mau bắt Lữ Đồng Tân đi! Tìm hắn đi! Mau bắt Lữ Đồng Tân!
mau bắt hắn. Dạ. Mau lên, mau. Mau lên. Liễu Đồng Tân, ngươi trốn giỏi lắm. Tiếc là dù ngươi có trốn tới đâu thì ta cũng tìm được ngươi. Ngươi đâu? Dạ. Mau bắt hắn cho ta. Dạ. Mau bắt hắn. Hắn là yêu quái. Tông tử của chúng ta không phải là yêu quái. Tiểu Phong, vậy nghĩ là sao? Con không mau qua đây. Xê. Ngươi đúng là thú đội lớp người. Uổng cho công tử của ta đối tốt với ngươi, giờ ngươi lại lấy quán trả ơn như vậy. Tiểu Phong à, đừng quên là ngươi đã hứa chuyện với ta đó. Nếu như ta không lừa ngươi thì ta đã bị ngươi hại chết lâu rồi. Làm sao còn về đây gặp lại công tử? Ngươi đúng là một tên nô bộc hai mặt. Ta có lòng thu nhận ngươi, ngươi lại phản bội ta. Được thôi, nô bộc của tên yêu quái đúng là không thể tin được. Các thương thân phụ lão, Liễu Đồng Tân không những âm mưu phản triều đình, còn cấu kết yêu quái đe dọa mạng sống của trăm dân. Vậy xin hỏi, bây giờ có định bắt hắn không? Có. Mau bắt hắn lại đi. Mau bắt hắn. Đánh chết đi. Ta nói bậy chị sao? Vậy hãy nói cho ta biết, từ khi ngươi dọn tới để sống ở trên núi này, tại sao liên tục có rất nhiều đạo sĩ vô cổ mất tích? Tất cả họ đều đã bị ngươi hại, còn chưa chịu nhận sao? Không phải như vậy đâu. Ngươi... xin mọi người đừng nghe những lời đầu độc. Động Tân chưa từng giết ngươi bao giờ. Ồ, hóa ra là Liễu phu nhân. Liễu phu nhân cần phải biết là phu nhân đã lấy nhầm ngươi rồi. Liễu Động Tân không phải là một người tốt. Nếu như cô cứ một mực đi theo Liễu Động Tân, có thể sẽ bị liên quan tới tội giết chết ngươi. Hôm nay ta dẫn một vài bá tánh tới đây là muốn gặp Liễu Động Tân để cùng nhau đòi lại công bằng. Mọi người thấy ta nói đúng không? Đúng rồi. Đúng. Đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Mọi người, đừng nghe lời của giả nhân. Đòi lại công bằng. Công tử chúng tôi không phải là yêu quái. Đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Các vị nhìn đi. Yêu quái. Chính người đó đã bị tên yêu quái này sát hại. Hả? Ghê quá vậy. Công tử à, có yêu quái. Tiểu Vũ, ngươi cũng đã nhìn thấy yêu quái rồi sao? À, tôi nhìn thấy một yêu quái ở... Được rồi, bà con xem, đây là thư đồng của Liễu Đồng Tân. Chính nó cũng đã nói Liễu Đồng Tân là một tên yêu quái. Thế mọi người, bây giờ có được bắt hắn ta hay không? Không phải, mọi người đừng tin mà. Nè, mọi người đừng tin. Được rồi. Bắt hắn đi. Hôm nay tôi nhất định phải giết chết đồ cầm thú. Tử Phong. Hả? Tiểu Phong. Người đâu? Dạ. Hãy mà bắt Liễu Đồng Tân lại. Dạ. Dạ. Dạ Nhân. Đi, bỏ lên. Dạ Nhân. Tiểu Phong. Đồng Tân. Nhân đại. Dẫn đi. Nhân đại. Nàng không được đi theo. Dẫn đi. Nhân đại. Nàng tuyệt đối không được đi theo. Bỏ lên công tử à. Đi. Không được. Bây giờ mình không thể ra tay. Nếu mình ra tay, họ sẽ biết mình không phải là người. Bây giờ mình phải làm sao đi? Phải làm sao đi cứu Đồng Tân đi? Công tử! Đi nhanh lên! Thôi đi thôi. Đi thôi. Đồ thứ phản bội. Chết là đáng. Ngươi! Tiểu chủ à, ngươi giỏi lắm. Đi thôi. Đi thôi. Tiểu Phong! Cứu công tử! Tiểu Phong à, nhất định tôi sẽ trả đồ cho huynh mà. Tiểu Phong. Chủ mẫu, công tử không phải là yêu quái, mà là Phiên Phiên cô nương mới chính là yêu quái. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tôi thấy Phiên Phiên cô nương hút hồn cao công tử. Thật không ngờ nó lại độc ác tới như vậy. Các người điên hết rồi sao? Chỉ như một câu nói của giả nhân, các ngươi lại bất chấp trắng đen mà bắt trói ta. Vậy các ngươi có biết dương pháp là gì không hả? Trên đời này đương nhiên là có dương pháp. Chỉ tiếc là ngươi đã phạm dương pháp. Cái tên còn thua cả súc sinh kia. Uổng công ta thường ngày đã đối xử với ngươi như huynh đệ, nhưng ngươi lại một lòng muốn giết ta. Giả nhân, ngươi yên tâm đi, cho dù hôm nay ta có chết thì ông trời cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Hãy tự lo cho bản thân của mình đi. Chỉ cần ngươi chết rồi,
thì sao lại dân lại được sống yên ổn? Người đâu? Dạ. Mau tiêu chết hắn đi. Dạ. Tiêu chết hắn. 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 Mọi người xin hãy nghe ta nói. Tiểu chủ đã tận mắt nhìn thấy yêu quái. Đó là một người khác đang đội lốt một cô nương có tên là Phiên Phiên và sống ở một nơi cách đây không xa. Gì chứ? Đừng còn nói bậy bạ. Trên ngọn núi này chỉ có gia đình của Lữ Động Tân, ngoài ra đâu còn ai khác đâu. Các vị hương ta phụ lão, giả đại nhân, xin hãy nghe tôi nói. Từ nhỏ tôi đã được bán tới Lữ phủ làm thư đồng, và được hầu hạ Lữ công tử cho tới tận bây giờ. Công tử nhà tôi tuyệt đối không phải là yêu quái. Nếu như Lữ công tử thật sự là yêu quái mà tôi luôn kề cận hầu hạ thì tôi đã chết từ lâu lắm rồi. Cho nên là tôi xin mọi người nhất định không được nghe theo tin đồn. Tiểu vũ thật lòng xin mọi người. Được rồi, đừng có nhiều lời nữa. Nghe mọi người, có biết vì sao Lữ Đồng Tân đã không ăn thịt hắn hay không? Bởi vì chúng là đồng bộ với nhau đó. Giả nhân, ông đừng có vô quan. Bây giờ hắn muốn đứng ra bên và cho Lữ Đồng Tân thì chắc chắn chúng là đồng bọn rồi. Người đâu? Dạ. Mà bắt tên thư đồng yêu quái kia trói lại luôn. Dạ. Tiểu vũ, thả ta ra. Tiểu vũ, thả ta ra. Tiểu vũ, tiểu vũ, tiểu vũ, tôi không phải là yêu quái, thả ta ra đi. Tôi không phải là yêu quái, mau thả tôi ra đi. Ngân đại cô nương, nghĩa tình cô không hề biết gì. Cô nương hãy đi đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngân đại, nàng hãy đi mau, rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, hãy mau rời khỏi đây đi. Thiếp, mình tuyệt đối không được ra tay, nếu không Đồng Tân cũng sẽ bị liên can theo và không thể nào rửa nổi oan tình. Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Ngân đại cô nương, cô nương suy nghĩ thế nào rồi? Đừng nên do dự nữa. Nếu như cô nương cứ một mực muốn chết cùng với hắn thì ta cũng không thương qua tiết ngọc đâu. Ngân đại, nàng đi đi. Đồng Tân. Dạ nhân. Người mà ngươi muốn giết là ta, người ngươi hận cũng là ta. Còn Ngân đại và Tiểu Vũ hoàn toàn không có liên quan gì. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải thả Ngân đại và Tiểu Vũ ra. Còn ngươi muốn làm gì ta cũng được hết. Không, công tử, công tử đừng lo cho Tiểu Vũ nữa. Tiểu Vũ trọn cả đời này sẽ cùng sống chết bên cạnh công tử. Cho dù sống hay là chết, Tiểu Vũ cũng sẽ luôn ở bên cạnh công tử. Tiểu Vũ không đáng làm vậy đâu. Tình cảm chú tới các ngươi đúng là gắn bó thật. Thôi được, ta cho các ngươi toàn nguyện. Ngân đại cô nương, cô nương suy nghĩ thế nào rồi? Ngay cả Tiểu Vũ còn muốn được chết với chàng thì thiếp còn muốn sống trên thế gian này sao? Thiếp đã là người của Lữ gia, lúc sống là người của chàng thì chết thiếp cũng quyết ở bên chàng. Nàng đi đi, đi đi mà. Được, nếu như các ngươi đều một lòng muốn chết chung với hắn, ta sẽ cho các ngươi toái nguyện. Ngươi đâu? Dạ. Chăm lửa đi. Thiêu chết họ. Thiêu chết họ đi. 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 Họ đi. Cho họ chết đi. Thiêu chết họ 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 đi. Có yêu quái. Có yêu quái. Có yêu quái kìa. Có yêu quái. Tại sao đi như vậy? Có yêu quái. Lữ Đồng Tân, người chính là yêu quái mà còn nói là bị quan sao? Bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Tất cả bà con, mọi người không được sợ hãi, cứ châm lửa cho ta đi. Ta không tin là hắn còn cách để đối phó. Chỉ cần châm lửa lần nữa mà vẫn không cháy thì chứng tỏ là hắn chính là yêu quái quá thân rồi. Tất cả các ngươi dám tự động làm bậy, có mặt không sai đại nhân, còn không mau thả người ra. Có nghe rõ chưa? Còn không mau thả người. Mau thả người đó xuống. Công tử. Má, cẩn thận. Học trò, bái kiến khâm sai đại nhân. Miễn lễ. Tất cả các ngươi đã dám tự ý dùng hình phạt riêng, trong mắt của các ngươi có còn dương pháp không? Người đâu rồi? Dạ. Mà bắt hết những người này đem về Nha Môn cho ta. Rõ. 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 Rõ.
quá, 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 quá,